Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5 tập 37. Trong tập trước, các trưởng lão của Gia Nam Học Viện đã giao thủ kịch liệt với cường giả của Hắc Sắc Vực. Trong năng lượng xung kích, Tiểu Viêm buộc phải lộ mặt và bị Phạm Lão phát giác hắn là hung thủ giết con trai mình. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nam Chính lại được các bằng hữu tiến lên bảo vệ. Trong thời gian đó, vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong tòa tháp vẫn im lặng đến đáng sợ, dường như nó đang chờ thời cơ để thoát ra ngoài. Bên ngoài, nhóm trưởng lão chia thành nhiều nhóm ngăn chặn đối thủ. Còn phía Phạm Lão thì đối mặt với đám người Tử Nghiền. Sau khi tiến vào bên trong tháp tu luyện, thì thực lực bọn họ đã đạt tới cấp bậc đấu vương. Ba cường giả đấu vương sẽ ngăn chặn một cường giả đấu hoàng như thế nào? Phạm Lão mỉa mai điều đó, Tử Nghiền thì tỏ vẻ thẳng thắn. Lão già kia nói nhiều quá, không thích hợp với khẩu vị của mình, nên cô bé lập tức lao lên tấn công. Hai người còn lại cũng không đứng yên quan sát. Hành động này trong mắt Phạm Lão được coi là quá lớn mật, không biết tự lượng sức mình. Lão bộc phát đấu khí ngưng tụ ra ba đầu rắn khổng lồ. Thế nhưng tất cả đều bị Tử Nghiền hóa giải trong nốt nhạc, giải cứu cho hai người còn lại. Cô bé bất ngờ biến mất tại chỗ rồi xuất hiện phía sau lão ta, mời Phạm Lão ăn một cước của mình. Phạm Lão từ chối không dám nhận nên tranh né, vậy nhưng vẫn bị một cước thẳng mặt. Lão giơ tay đón đỡ và bất ngờ vì lực lượng của cô bé này quá kinh khủng. Lực lượng bậc này ngay cả đấu vương chuyên tu nhục thân cũng không bằng. Cô bé liên tục công kích khiến cho Phạm Lão cũng choáng váng, cố gắng phản công và những tốc độ của cô bé lại quá nhanh. Sau khi bị ăn một đấm vào ngực, lão không dám khinh thường nữa nên phải sử dụng ra phệ huyết sáp. Dù là vậy thì Tử Nghiền vẫn không e ngại, cô tuyên bố sẽ phá vỡ cái mai rùa này. Cô bé liên tục thoát ẩn thoát hiện, đấm liên tục lên người Phạm Lão. Lão hất văng cô bé về sau rồi tung ra chiêu thức huyết ma thủ trả đòn. Trong tình thế nguy hiểm đó, Liễu Kinh vội tung chiêu phá ra huyết ma thủ giải cứu cho Tử Nghiền. Đám người bên ngoài đang quan sát cũng sôi máu, tiếc là thực lực bọn họ chưa đạt tới đấu vương nên không thể phi hành để chiến đấu. Phạm Lão thẫn thờ trong chốc lát, lão không ngờ học viên của Gia Nam Học Viện lại mạnh tới mức này. Ngay sau đó, Lâm Tù Nhai cũng tung ra tuyệt kỹ điều khiển thanh kiếm tấn công. Phạm Lão tạo ra một màn huyết khí ngăn cản rồi đánh trả. Tử Nghiền vội xông lên giải cứu với nhưng không kịp. Huyết ma thủ trực tiếp đánh vào thân thể Lâm Tù Nhai, khiến gã ta rơi xuống. Bàn tay máu lần nữa công kích. Lần này Tử Nghiền kịp thời ngăn cản. Nếu không thì hai người kia không chết cũng bị thương. Phạm Lão tuyên bố sẽ đưa cả ba người chôn cùng một chỗ. Vừa dứt lời liền phóng ra đấu khí, luồng huyết khí màu đỏ tuôn ra xung quanh, ngưng tụ thành hình một bàn tay màu đỏ. Tử Nghiền vội vàng đẩy lùi hai người về sau, còn bản thân mình thì trực tiếp dùng lực lượng ngạnh kháng. Tuy nhiên vẫn không phải đối thủ của Phạm Lão nên lập tức bị đẩy lùi. Lão ta tung thêm một đòn nữa định tiễn cô bé xuống gặp Diêm Vương. Đúng lúc nguy hiểm thì Tiêu Viêm đã xuất hiện, ném ra một luồng hỏa diễm đốt cháy bàn tay máu khổng lồ đang lao tới. Hành động này làm cho tất cả trưởng lão đều bất ngờ. Bọn họ tạm ngừng giao thủ trong thoáng chốc để chuyển sang đấu võ mồm. Hàn Phong nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn ta cảm thấy được trên người Nam Chính có khí tức quen thuộc, vậy nhưng vẫn không thể nghĩ ra. Lúc này Kim Ngân Nhị Lão và Đại trưởng lão Tô Thiền vẫn giao chiến kịch liệt. Hai người kia liên thủ chỉ miễn cưỡng cầm chân được Tô Thiền mà thôi, muốn chiến thắng là chuyện không thể. Nếu để cho Tô Thiền giành tay thì toang, cho nên hắn ta muốn tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng. Tiêu Viêm đưa cho mỗi người một ít đan dược để trị thương, Tử Nghiền vô cùng thắc mắc. Tại sao thực lực của hắn có thể vượt tận hai cấp bậc thành đấu hoàng, là do ăn đan dược lợi hại hay sao? Hắn không giải đáp mà chỉ yêu cầu mọi người tạm tránh mũi nhọn trước. Ngay cả Phạm Lão cũng không ngờ tới Nam Chính còn có át chủ bài bậc này. Thảo nào Phạm Lão lại bị giết chết, tuy nhiên Tiêu Viêm lại trực tiếp mỉa mai, đối phó với tên đó không cần tới mức này đâu. Lão vốn là người ở Hắc Sắc Vực thì nên hiểu được mạng sống ở đó xem mặt thế nào. Đừng nói là không còn thiếu chủ huyết tông, cho dù không có lão gia nhà ông thì cũng không ai thường nhớ. Phạm Lão cân nhắc, công pháp huyết tông thiên về âm hà nền ngại nhất là đấu khí hỏa thuộc tính và hỏa diễm. Lúc trước đối mặt với ba tên học viện đó có thực lực chênh lệch quá lớn nên không cần e ngại, vậy nhưng bây giờ tuyệt không thể liều mạng với tiểu tử này được. Lão bộc phát đấu khí, luồng huyết khí cuồn cuộn phóng ra xung quanh, chỉ cần chạm một cái liền bị ăn đòn không còn khúc xương. Vậy nhưng Tiêu Viêm không hoảng sợ, nhìn đóa hoa màu xanh trên tay Nam Chính. Hàn Phong cũng bất ngờ, hắn ta liền nhận ra đây chính là thành liền địa tâm hỏa bài danh thứ 19, vậy chuyến đi này vượt xa hơn cả mong đợi. Nếu có thể lấy được hai loại dị hỏa này thì thực lực của hắn nhất định sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó cho dù là lão già kia của Gia Nam Học Viện có tới thì cũng không làm gì được hắn. Phó viện trưởng ngoại viện nhanh chóng tung chiêu ngăn cản. Tiêu Viêm cũng phóng ra hỏa diệm đốt sạch biển máu trước mắt, vẫn là Tâm Viêm cũng cảm nhận được sự hiện diện của dị hỏa ở bên ngoài. Phạm Lão sau khi bị đốt thì vô cùng phẫn nộ. Nếu như hôm nay thua trong tay một tiểu tử thì ở Hắc Sắc Vực còn danh dự gì nữa. Cho nên, tiếp tục thi triển công pháp huyết biến, toàn thân lão giống như lột xác,
xem ra là đã sử dụng ra bản lĩnh thực sự của mình rồi. Tiêu Viêm vẫn mỉa mày, nếu đã muốn đi gặp con trai của mình nhanh tới vậy thì hắn rất sẵn lòng tiễn lão một đoạn đường. Lời này triệt để đã khiến Phạm Lao nổi giận. Lão lấy ra vũ khí rồi lao đến liên tục công kích. Tốc độ của lão đã tăng lên đáng kể, vậy nhưng Tiêu Viêm lại không yếu thế, hắn rút ra huyền trọng xích đánh trả đòn công kích. Vừa giao thủ bằng thực lực vừa không quên dùng miệng lưỡi, nói ra mấy câu sắc bén để công kích đối thủ. Nếu lời nói có thể giết người thì hắn sớm đã bị chém thành nghìn mảnh rồi. Phạm Lao ngưng tụ ra nhiều cái phân thân bằng huyết khí. Tất cả đồng loạt lao đến công kích khiến Tiêu Viêm chật vật chống cự. Nhân cơ hội Nam Chính đang mất cảnh giác, lão ta vòng qua phía sau, định đâm một thương kết liễu hắn. Vậy nhưng Tiêu Viêm kịp thời tránh né, phản công. Sau đó thân ảnh hai người lại lao vào nhau kịch liệt. Lấy lợi thế khắc chế của mình, Phạm Lao nhanh chóng bị tước đi vũ khí, sau đó còn bị ăn một chiều thẳng mặt. Công kích tuy rất mạnh, vậy nhưng cũng rất khó để đả thương được cường giả đấu hoàng. Ăn trọn một chiều đó, Phạm Lao vẫn toàn thây. Lão dùng đấu khí tạo ra một cái lốc xoáy màu đỏ máu khổng lồ, liên tục hút mọi thứ xung quanh vào cơn lốc đó. Chứng kiến một màn này, mấy lão gia của Hắc Sắc Vực cũng kinh ngạc. Họ không ngờ rằng Phạm Lao lại bị một tiểu tử ép phải dùng đến đấu kỹ địa cấp. Tiêu Viêm cũng tỏ ra căng thẳng, dù hắn có sức mạnh của Dược Lão hỗ trợ thì cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn ngưng tụ sức mạnh vào huyền trọng xích. Một bên là cơn lốc màu đỏ khổng lồ, bên còn lại là vô số đấu khí màu xanh đang tập trung lại. Rất nhanh chiêu thức của Phạm Lao cũng ngưng tụ xong, trường thương liên tục phát ra lồi điện, nó nhanh chóng được phóng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng ngưng tụ xong chiêu thức diễm phân phệ lãng xích rồi bổ ra một luồng kinh lực. Hai chiêu thức va chạm nhau tạo ra vụ nổ khủng khiếp, đám học viên ở bên dưới bị dư chấn đẩy lùi ra ngoài. Kim Ngân nhìn lão cũng phải quay đầu lại nhìn, đấu kỹ địa cấp vốn đã hiếm. Ấy vậy mà một tiểu tử lại sở hữu cấp bậc đấu kỹ ngang với đại huyết bổ phệ. May mà công kích bàn nãy không làm nổ thiên phần luyện khí tháp. Những lão già khác thì không biết được nguyên nhân thực sự nên vẫn cho rằng Tiêu Viêm đã là đấu hoàng, còn trẻ mà thực lực như vậy. Hơn nữa còn có dị hòa cùng đấu kỹ địa sai. Họ cho rằng Phạm Lao lần này sợ là sắp bại trận rồi. Sau chiều đó Phạm Lao cũng bị thương, lão cảm thấy không phải đối thủ của Tiêu Viêm, tuyệt đối không thể dây dưa. Tuy rằng không biết nguyên nhân, vậy nhưng lão đoán rằng nguồn sức mạnh này tuyệt đối không thuộc về hắn. Chờ nguồn sức mạnh này hết thời hạn thì lấy mạng Tiêu Viêm đó sau. Suy nghĩ xong xuôi liền bỏ chạy, Tiêu Viêm lập tức đuổi theo, không mang theo huyền trọng xích nên tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Nhanh chóng đuổi kịp Phạm Lao buộc lão ta phải liên tục tung chiêu ngăn cản. Đáng tiếc là cách này không hiệu quả, cuối cùng vẫn bị Tiêu Viêm đập cho sấp mặt, đấm như một cái bào cát không có sức phản kháng. Để tránh hậu họa về sau, không thể giữ lại tính mạng kẻ này được. Vậy nên hắn lập tức lao tới, tung một chiêu, định tiễn Phạm Lao xuống đất mẹ. Lão ta nhanh trí dùng bí thuật để chạy trốn, sau đó hạ mình cầu xin tha mạng, vậy nhưng Tiêu Viêm lại không chịu buông tha. Đúng lúc này, thiên phần luyện khí tháp rung lắc kịch liệt, vẫn là Tầm Viêm vùng vẫy phá phong ấn để thoát ra. Chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!